Chào cô chú, chào bà các bạn. Hôm nay là ngày 21, mình sẽ nói thông tin một chút xíu về tình hình ngày 21 tháng 11. Cô chú chị ở đây bây giờ là đã mùa đông rồi đó, tuyết bắt đầu đã trải khắp đất nước rồi. Bên ngoài rất là lạnh, âm khoảng 3 độ, 5 độ. Thì mình xin chia sẻ một chút xíu tình hình ha. Thì ngày khuya, ngày 21, 20 đều có, mỗi ngày hầu như là mấy ngày nay, trong tháng này là ngày nào cũng có những cuộc tấn công hết. Và Nga bắt đầu tấn công vào thủ đô. Nhưng mà cái số lượng thật sự mình cảm thấy, mình so sánh giữa năm ngoái, cái thời gian này giữa năm ngoái và bây giờ, thì cái số lượng xác suất này như là những máy bay không người lái á, nó bị giảm rất là nhiều. Ví dụ so vào năm ngoái á, thì tầm khoảng 30, 40, 50 cái drone ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ tầm 10, 20, thì nhiều nhất cũng trên 20. Thì có những ngày đặc biệt là một tháng, một, hai ngày là 40 thôi. Thì cái số lượng mình thấy nó bị hạn chế rất là nhiều. Thì ngoài ra tên lửa thì nó cũng ít. Vào năm ngoái cái thời gian này luôn là tầm, nếu mà ví dụ bắt đầu một cuộc tấn công á, thì vào buổi tối thì phía Nga sẽ bắt đầu cho hàng loạt những cái máy bay không người lái, những cái Sakhit á, là bay vào khắp nơi Ukraine, đặc biệt có những luồng mà nó đi thẳng vô thủ đô một lần 30 40 cái của chúng chị. Và sau đó khoảng 2 tiếng sau á, thì bắt đầu sẽ có một nhóm tên lửa tấn công vô, là thêm mấy chục cái tên lửa nữa. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái số lượng nó bị giảm rất là nhiều, 20, 10, 15, nhưng mà vô tới thủ đô thì đã bị chặn hết ngoài vòng loại rồi, nghĩa là không có vô được trung tâm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là kèm theo hai ba cái tên lửa dẫn đường, thì mình thấy cái số lượng mà không biết từ đây sắp tới như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ trong cái tháng mà bão mùa đông rồi, bắt đầu lạnh rồi đó, thì mình thấy nó hạn chế rất nhiều, thì mình cũng hơi mừng luôn đó anh chị. Thì ngoài ra mình xin chia sẻ một chút xíu tình hình, đó là về bắt đầu, hiện tại bây giờ là đã ngày 636 cuộc xâm lược của chú anh chị nhanh ha, từ những ngày đầu rồi bây giờ đã ngày thứ 636 rồi. Thì mình tổng hợp một chút xíu tình hình, đó là ngày 20 là lực lượng vũ trang của Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam Bakhmut trong khu vực Donetsk, đồng thời tiếp tục tiến hành một hoạt động tấn công theo hướng Melitopol, theo hướng Kherson. Lực lượng phòng vệ sẽ tiếp tục trấn giữ các vị trí chiếm đóng ở tả ngạn sông Dnipro. Trong khi đó, quân chiếm đóng Liên minh Nga không ngừng cố gắng bao vây Avdiivka. Avdiivka hiện tại bây giờ rất là nóng. Mấy tháng trước thì ở Bakhmut này Zaporizhzhia nóng, nhưng mà bây giờ lại chuyển ngược lại Avdiivka. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ cũng nguội thôi, tại vì Nga không thể nào mà tiếp tục tấn công miết gì được. Từ bây giờ mùa cũng mùa đông rồi, đất sình đất lầy nó cao nửa mét lận. Mình đã bị từng lún cái khoảng đất đó trong cái thời gian mà mấy tháng đầu tiên á, khi mà những cái cầu mà ngồi ngoại ô bắt vô nối vào thủ đô, đi vào thủ đô quý vị, có những cái cầu là phía quân đội này là cho gãy hết để cho ngăn chặn bước tiến của quân Nga từ phía Belarus vô đó, thì thành thử ra là gãy hết cầu. Thì thời gian đó hai chồng mình từ dưới quê đi lên trên về nhà đó, thì phải bắt buộc đi qua cái con đường lún sình đó cô chú chị. Lần đầu tiên mình thấy lùn xính sình lún cô chú chị, xin lỗi, sình sình nó lún mà nửa mét, nghĩa là nó tầm gần đầy cái bánh xe luôn. Và những cái xe mà bánh nhỏ mà thấp á, là không thể đi qua được, có thể là bị bể á, nhưng mà xe nào cao cao thì ráng qua. Nó nụt nữa, trời, mà đất nó sình nó mềm á, nó dẻo kinh khủng luôn, như đất sét vậy đó đó, thì rất là khó khăn. Thì mình nghĩ hiện tại bây giờ ở những cái vùng mà đang giao tranh cũng vậy, phía Nga không thể nào tấn công được. Nếu như mà Ukraine không tấn công được thì Nga cũng đừng hòng mà tấn công. Cho nên là những cái đài kênh mà ủng hộ cho Nga, họ đưa tin là bao giây là nóng, bao giây lính Ukraine đầu hàng, nhưng mà những cái hình ảnh đó đều là thuộc một cái thời gian mà năm ngoái hết. Cái khoảng thời gian mà lính Ayazovstal ở nhà máy thép này, và có những cái trường hợp năm ngoái nóng á, thì có một nhóm đôi lúc thì lính mà ở đôi lúc đầu hàng thì có cơ hội sống và sau này trở về là ra chiến đấu, đâu có chuyện đó là bình thường. Nhưng mà họ đưa lên là họ muốn đảo ngược cái thông tin thôi, chứ thật sự nó không có đâu. Thì mình xin chia sẻ một xíu thêm nữa nè. Rồi địch đã tiến hành 5 đợt tấn công bằng tên lửa, 10 đợt không kích và 20 loạt đạt rocket vào các vị trí của quân ta và khu dân cư. Thật không may, hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố của Nga là có thường dân thiệt mạng và bị thương. Các tòa nhà dân cư, tư nhân và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị phá hủy và hư hại. Đó là những cái thông tin tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu người ta sơ lược.
cho ngày 21 tháng 11 năm 2023 nha. Cô chú anh chị ơi, thì đó là tình hình ở chiến trường hiện tại bây giờ. Thì ngồi ra đó, mình xin thông báo một số tin nữa, đó là khi mà cái đợt tấn công vào tối hôm qua đó, thì quân xâm lược tấn công bằng bốn đợt bằng tên lửa, nhưng mà chỉ có mấy cái tên lửa thôi. Nhưng cái điều là phía Nga hiện tại bây giờ họ không biết được đâu là quân của Ukraine. Họ nhờ cậy vào cái gián điệp của những cái người mà công dân bán nước Ukraine, họ vì tiền nhưng mà họ bất chấp họ làm gián điệp cho phía Nga, là họ thu thập những cái thông tin như là chụp ảnh vị trí của quân, rồi họ người dân bình thường á thì đôi lúc họ thấy những cái địa điểm của quân đội người ta đi qua đi lại, đi những cái hướng nào đó, họ chụp ảnh và họ gửi cái vị trí đó. Thì mỗi cái lần lượt truy cập như vậy á để gửi thông tin cho phía Nga thì họ được khoảng tầm 100, 200 đô tùy vào cái vị trí và cái mức độ nữa. Đó là một cái điều, khi mà những cái người gián điệp đó khi mà bị bắt á thì sẽ ở tù khoảng tầm 15 năm tùy vào cái mức độ, 8, 15 năm, và có thể bị người không có tiền chắc cũng không có phạt đâu. Giờ muốn phạt cũng phạt, không được tiền đâu phạt, tại vì họ chỉ làm gì tiền mà giờ phạt cũng không tiền đâu có. Đó. Thì hiện tại bây giờ theo cái thống kê là khoảng tầm gần 2 năm nay khi mà xảy ra cuộc chiến tranh á, thì chỉ tính cái người Ukraine mà làm gián điệp á, phía cảnh sát người ta đã bắt được tầm khoảng hơn 2.000 người, của chú chị là tầm khoảng trên dưới 3.000 người. Kinh khủng chưa? Nhiều lắm luôn á. Họ bắt nhiều như vậy đó. Thì sau khi mà cái đợt tấn công vào ở vùng Donetsk thì làm 6 người bị thương và hàng chục người dưới đống đổ nát, cái nhà sập luôn. Hai tên lửa trúng mỏ, một cái mỏ mà khai thác ở vùng Donetsk, có một cái mỏ khai thác khoáng sản ở đó. Thì một nhân viên của doanh nghiệp tư nhân tử vong, 39 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất và sau đó cũng được giải cứu. Thì sau khi những cái người này được giải cứu thì một cái tin mừng của chính chị ha. Thì ngồi ra ở trong cái tháng này, như là đặc biệt cái tuần này, thì có rất nhiều nhà lãnh đạo cao cấp đến Kiev, vào những cái không có như là bất ngờ, như là không có thông tin trước. Mình nghĩ tất nhiên là Tổng thống Zelensky và nội các đã biết rồi, nhưng mà về thông tin mà công khai thì tất nhiên là sẽ không có đưa ra. Khi những cái người lãnh đạo này đến thì mới có thông tin. Đó là đầu tiên là người đứng đầu của Lầu Năm Góc, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Thì ông đến cái đây 2 ngày trước mình đã đưa thông tin rồi. Nhưng mà sau đó ngày hôm qua, ngày 21 tháng 11 á, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đức thì ông cũng đến thăm Kiev và đến gặp Tổng thống Zelensky. Thì trong cái đợt đến này của ông á thì cũng bao gồm, đó là một cái tin tốt gửi cho Ukraine, đó là sẽ Đức viện trợ cho Ukraine thêm một gói 1 tỷ 300 euro. Thì trong cái gói viện trợ này gồm có những bốn cái hệ thống Iris, hệ thống phòng không của anh chị, tại vì hiện tại bây giờ đồng minh nó là biết Nga chuẩn bị là sẽ tấn công vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là những cái thành phố lớn để mà phá những cái biến áp, những cái cơ sở năng lượng của Ukraine. Thì vì vậy là phía đồng minh cung cấp những cái bệ phóng phòng không tăng cường cho Ukraine. Cho nên là khiến năm ngoái mà phía Nga tuyên bố là người dân sẽ sống trong cái u tối, là không còn điện nữa, để tạo cho cái cuộc cách mạng trong nước, để thay đổi cục diện á. Nhưng mà không ngờ người dân lại cứng rắn và người dân ủng hộ, càng quyết liệt ủng hộ chống chống quân xâm lược. Thì họ đã thất bại trong cái thời năm ngoái rồi, như là không thành công, đúng không anh chị? Trong cái thời gian đó là phòng không nó chỉ chiếm còn 60-70% thôi, nhưng mà họ là không có thành công. Thì huống gì năm nay phòng không tăng nhiều hơn thì họ sẽ có thành công hay không, chờ, mình không dám nói trước đó. Thì cái bốn cái bệ phóng phòng không Iris này á, và gồm có thêm là 20.000 quả đạn pháo 155 mm và mình chống tăng và các loại vũ khí khác. Đó là một cái tin tốt cho phía Ukraine, ít nhất là cũng được trong cái thời gian mùa đông của chúng chị ha. Thì ngoài Đức ra thì vẫn nhiều cái đồng minh khác, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Phần Lan nhiều, nhưng mà Mỹ cũng còn của chúng chị, Canada cũng có một thêm gói viện trợ, đồng minh người ta sẽ hỗ trợ bất kể những cái cuộc chiến tranh trong tương cho lịch sử thế giới ha. Không có cuộc chiến tranh nào hiện tại bây giờ Ukraine được nhận rất là nhiều sự ủng hộ của đồng minh, đặc biệt là những đất nước phát triển chuyên sản xuất vũ khí ủng hộ, tại vì đây là cuộc đấu xâm lược vô lý. Một đất nước có lãnh có ghi là có chủ quyền, người ta dân số người ta lên đến gần 45 triệu dân và người ta có cái lịch sử hàng ngàn năm
thủ đô của Kiev người ta đã nó đã có trước Moscow nữa, mà bây giờ lại đưa quân xâm lược khi mà hứa bảo vệ Ukraine, giao hết những cái vũ khí hạt nhân mà Ukraine giao nộp cho Nga rồi á, để hứa một cái điều là bảo vệ cho Ukraine, đến khi mà họ mạnh hơn thì họ đem quân qua xâm lược Ukraine, cái điều rất là vô lý, nên là đồng minh bắt buộc phải ủng hộ cho Ukraine. Những cái khối NATO gồm mấy chục nước ha cô chú anh chị ha, 20, hơn 20 nước ủng hộ cho Ukraine, và Mỹ và những đất nước lớn và châu Á thì coi như là những đất nước nào mà ngồi ủng hộ, không ủng hộ vật chất nhưng mà ủng hộ tinh thần là một điều rất là tốt ha. Rồi Trung Đông thì họ cũng khoảng 50-50, nhưng mà họ không ủng hộ Nga xâm lược, họ nhưng mà họ ủng hộ kinh tế, ví dụ họ một số nước ủng hộ kinh tế, thì những cái thông tin đó mình đã đưa trước rồi, mình không có đưa lại nữa. Mình xin chia sẻ một cái điều này này của chúng chị, mà là tao nói là thất bại của Liên bang Nga tại triển lãm hàng không lớn nhất Trung Đông. Cái điều này là khiến cho những cái fan Nga rất là tức tối nha. Đây, cái thông tin mình xin chia sẻ đây này của chú anh chị. Cái này tin này vui cho nên mình xin chia sẻ giữa luôn nè. Nó nghĩa là cuối á, nhưng mà mình xin chia sẻ trước luôn nè. Thường thường mình chia sẻ là những cái thông tin liên quan với Ukraine đồng minh trước, và những thông tin về Nga là sau. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đưa trước này. Người ta nói là thất bại của Liên minh Nga tại triển lãm hàng không lớn nhất Trung Đông. Thì Dubai ESO 2023, triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất ở Trung Đông, nơi quy tụ các nhà sản xuất máy bay dân dụng và quân sự hàng đầu, đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn đối với Rosoboro Esports, là cái công ty quốc phòng của Nga. Thì theo kết quả sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 tại Dubai, tập đoàn nhà nước thuộc tập đoàn Rotex Holding không thông báo về việc ký kết một hoạt động nào, không có thành công một cái hợp đồng nào hết đó. Thất bại rồi, không có hợp đồng nào hết thì coi như là thất bại của anh chị. Trước cái thời gian chiến tranh là họ có thể ký kết bán nhiều vũ khí, nhưng bây giờ thất bại cái điều này này, thiệt hại hàng tỷ đô rất là nhiều. Vào ngày đầu tiên diễn ra triển lãm, người đứng đầu Rosoboronet Esports Alexander Milky đã kêu gọi các khách hàng nước ngoài tiềm năng đừng sợ các lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn nhà nước, nhưng cả người mua và người tổ chức triển lãm đều không thể bị thuyết phục. Thất bại rồi, ai tin nữa. Cấm vận hơn gần 2 năm nay rồi, cũng không có mở ra đâu. Bây giờ mà khuyên, trong khi đó như là kêu gọi những đất nước nào mà họ đã bán những cái trực thăng đó, ở của Ai Cập đó, thì họ kêu bắt trả lại rồi. Bây giờ mà kêu triển lãm mà bán để lấy tiền, xong rồi ký hợp đồng, đặt tiền cọc, xong rồi cuối cùng không có hủy hợp đồng, cái là cái kiểu không có cái sản phẩm, người ta ngu gì bị mất tiền đúng không anh chị? Đó, rất là nhiều sự kiện xảy ra trong thời gian trước cái ngày này nữa. Để so sánh, những gã khổng lồ thế giới như Lockheed Martin, Boeing và Airbus đã được ký cái hợp đồng trị giá khoảng 60 tỷ USD. Những công ty khác người ta ký được cái hợp đồng 67 tỷ nhưng mà Nga không có tỷ nào hết. Cái điều thất bại vô cùng. Đó là cái hậu quả của cái sự tham lam gây chết chóc cho người Ukraine và những cái người binh lính mà đã thiệt mạng ở chiến trường, và thiệt hại về cơ sở hạ tầng kinh tế của người Ukraine, và gây ra biết bao nhiêu sự mất mát của người dân, và những cái nỗi lo sợ khi mà những cái người không bị ảnh hưởng không về vật chất cũng bị ảnh hưởng về tinh thần rất là nhiều, ngay cả bản thân mình và gia đình mình đã bị ảnh hưởng. Cái điều này mình rất là mừng khi mà họ đã thất bại một cái gì đó. Đó, đó là tình hình. Thì ngoài ra mình xin chia sẻ một cái điều này nữa của chú chị, đó là người dân Nga đó, hiện tại bây giờ cái số lượng phần trăm mà ủng hộ cái cuộc chiến tranh này hiện tại bây giờ theo thống kê là còn bao nhiêu phần trăm. Theo cái khoảng thời gian mà năm ngoái bắt đầu cuộc chiến á, thì rất là nhiều người dân Nga ra biểu tình là họ không phản đối cuộc chiến tranh. Thì sau đó những cái người này bị cảnh sát bắt hết, bắt vô ở tù 3 tháng, 6 tháng, rất là nhiều đúng không? Và sau đó những cái người dân bắt đầu người ta sợ, người ta không ủng hộ. Và những cái người mà đầu tiên á, thì người ta bị bắt, người ta sợ, người ta không dám nữa. Thì bắt đầu những cái người ủng hộ bắt đầu được cái sự vinh quang của họ, họ cảm thấy đây là sự chiến thắng. Những cái người ủng hộ cuộc chiến lại được chính phủ bảo trợ cho họ, và họ có cái kiểu là cái thói á, mạnh ăn hiếp yếu, và họ được giống như là con virus mà được tăng trưởng vậy á. Họ kiểu là họ đối với họ là mạnh hơn khi mà ủng hộ cho chính phủ xâm lược của họ, thì bắt đầu họ ủng hộ rất là nhiều. Và những cái người già
những cái mụ mà già mà ăn lương hưu á, xong rồi không có đóng thuế nhà nước và không có cơ hội để mà đi ra chiến trường thì họ đâu có sợ đâu. Và chiến tranh không có gây đến đất nước của họ, đặc biệt là họ biết được đất nước Ukraine bị cản trở từ đồng minh là không được tấn công vào Nga. Nhưng mà cái điều ngoại trừ á, là không dùng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga, cái thứ nhất. Nhưng mà và cái thứ hai nữa đó là không tấn công vào người dân dân sự, thì tất nhiên Ukraine không có làm được cái điều này. Ngoại trừ hai cái điều này thì đối với họ là một cái điều an toàn, nhưng mà không có ngoại lệ vũ khí của Ukraine tự sản xuất. Ukraine có thể tự sản xuất được những cái máy bay không người lái rất là nhiều, cái thứ hiện tại bây giờ trong tầm khoảng 6 tháng nay một năm trở lại đây rất là nhiều, khiến ở chiến trường mà hàng nhiều hàng loạt những cái máy bay không người lái loại nhỏ loại lớn, hạng tầm gần có thể bay 20-30 km, 1.000 km là khắp nơi ha. Và tên lửa của Nga tự sản xuất đó thì có thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Cái điều này đồng minh không 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 có cản được Nga, cái điều này có thể làm được, nhưng mà Ukraine không bao giờ tấn công vô cơ sở hạ tầng dân sự của người Nga, nên là người Nga không có sợ cái điều này, thì coi như là người Nga không người dân không có vô tội, không có gì hết. Ukraine chỉ tấn công vô những địa điểm quân sự như là căn cứ, kho vũ khí, những cái nơi mà liên quan đến dầu, những cái nơi mà liên quan đến tiếp sức cho cái cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine, nên là họ tấn công thôi. Thành thử ra người dân Nga không sợ, đâu có sợ đâu, họ không sợ gì hết. Sẽ một cái số phần trăm của những cái người Nga mà ủng hộ cái cuộc chiến tranh này đã giảm, mà giảm rất là nhiều so với năm ngoái của chúng chị. Ta nói nè, người Nga ủng hộ hòa bình với Ukraine và phản đối cuộc điều động mới lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Đa số người dân Liên bang Nga muốn nó kết thúc. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào tuần cuối tháng 10 bởi công ty xã hội học Russian Five, số lượng người phản đối việc tiếp tục chiến tranh đã đạt mức tối đa kể từ khi bắt đầu. Gần một nửa số người được hỏi yêu cầu chuyển sang đàm phán hòa bình với Ukraine bằng chứng minh dữ liệu khảo sát mà Mo đã làm quen. Chỉ 39% người Nga muốn tiếp tục chiến tranh. 39%. Năm ngoái là tới hơn 70%, hơn 70%, tại vì họ không nghĩ thương tiếc gì cho một đất nước bị xâm lược hết. Họ chỉ nghĩ là đất nước của họ là mạnh. Nếu mà như là thế giới phương Tây, Mỹ muốn hạ bệ họ là họ cố gắng, họ quyết chiến để mà họ lấy cái danh dự. Chỉ vì cái danh dự của họ thôi, nhưng mà họ là người khai xướng cái cuộc xâm lược này, nhưng mà họ chỉ còn danh dự thôi. Họ bất chấp mạng sống của người dân Ukraine và binh lính Nga của họ luôn, họ bất chấp cái điều mà cấm vận, họ bất chấp vì thiếu thốn, họ bất chấp bị kinh tế hạ bệ. Nhưng mà sau khi gần hơn một năm nay, gần 2 năm nay thì cái nền kinh tế họ bị thiếu thốn rất là nhiều, công ăn việc làm không có, tiền dự trữ trong nhà cũng hết cạn kiệt từ từ, khi mà công việc không có thì tiền trong nhà hết bán ra để ăn, và cái hàng hóa nhập vô sau khi mà bị cấm vận thì nó lại tăng lên rất là nhiều thứ đó, và kinh doanh buôn bán thì họ ế ẩm, cái điều này đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, thì đã hạ xuống còn 39% người Nga muốn tiếp tục chiến tranh. Đây là mức tối thiểu tuyệt đối kể từ tháng 2 năm 2022. Việc tiếp tục thường được nam giới và những người trả lời trên 45 tuổi ủng hộ nhiều hơn, trong khi phụ nữ và thanh niên ủng hộ các cuộc đàm phán nếu Putin ký hiệp định hòa bình vào ngày mai và dừng hoạt động quân sự là 74% số người sẽ ủng hộ. Người dân không muốn làn sóng huy động thứ hai, chỉ có 38% tán thành làn sóng cử người ra mặt trận lần thứ hai, 53% phản đối. Số người tin rằng Liên bang Nga đang đi đúng hướng đã đạt mức tối thiểu kể từ khi bắt đầu chiến tranh, bây giờ có 65% trong số họ, vào tháng 2 năm 2022 là 70%. Được người dân trên 60 tuổi 70% ủng hộ. Còn những người già không có ra mặt trận ủng hộ thôi. Còn những người mà phụ nữ bị ảnh hưởng cuộc sống, từ những người phụ nữ là những người đi chợ thường xuyên lo cho cuộc sống gia đình, chi tiêu, người phụ nữ nhiều. Người đàn ông thì tất nhiên là cũng lo gánh nặng. Nhưng mà trong cái thời gian ở nhà chắc ở gần 2 năm nay mà thất nghiệp á, thì nghĩ là được giải lao. Cho nên là chưa 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 có cháy túi, chưa biết cháy túi đâu. Phụ nữ ủng hộ nhiều hơn. Phụ nữ là người chi tiêu trong gia đình, đi chợ lo cho con cái rất là nhiều. Những người chỉ trích Putin nhiều nhất là giới trẻ, chỉ 49% tán thành hành động của chính phủ. Những người trẻ người ta đọc nhiều thông tin người ta hiểu hơn. Phần lớn đang chờ đợi tình hình vật chất của họ xấu đi, 43%.
Và chỉ có phần thứ năm tự tin rằng nó sẽ được cải thiện. Người lạc quan là những người trên 60 tuổi. Người bi quan hầu hết đều đã đến 45 tuổi. Những cái mụ, những cái người mà trên 60 tuổi là những người ăn lương hưu, chẳng có lo gì cuộc sống hết. Nên là họ bất chấp, họ ủng hộ Putin, họ nói họ Putin là anh hùng của họ, thần tượng họ, họ muốn làm vợ của Putin nữa. Đó. Còn những cái người trẻ thì người ta không ăn việc làm, lo cho con cái trẻ gia đình thì mất việc hơn một năm là thấy điên đầu rồi, bất chấp nhưng mà vẫn chưa, vẫn còn ráng kháng cự, chưa đâu, chưa đến mức độ nào, nhưng mà đã giảm được số lượng rất là nhiều so với năm ngoái. Số mức độ năm ngoái tầm 70-80% rất là nhiều, nhưng mà bây giờ giảm rất là nhiều luôn ha. Cái số thống kê của người dân Nga mà hiện tại bây giờ đã thông báo trên những cái kênh của Nga, những cái người bây giờ mà hiện tại ủng hộ cho Putin đó, thì các bạn nên nhớ Putin là nhà cầm quyền của nước Nga hiện tại bây giờ và 20 năm nay, hơn mai 20 năm nay cầm quyền đất nước Nga, nó khác hoàn toàn với lại người dân Nga và tất toàn bộ người dân Nga, mình phải nói là như vậy. Cho nên á, cái việc á, mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì ông Putin không bao giờ can thiệp và giúp đỡ những đất nước nghèo. Cho nên đặc biệt các bạn nên nhớ này, Putin ủng hộ Việt Nam. Các bạn nên lên Google, Google nha. Các bạn nên Google, Google mình để gần đây nè. Google, các bạn gõ cái chữ Putin ủng hộ Biển Đông. Đây này, của trường nó ra hàng loạt. Đây là Putin tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông. Mình gõ vô đây. Để báo Thanh niên Việt Nam nha. Báo Thanh niên Việt Nam này. Đó. Người ta nói này, Tổng thống Vladimir Putin ngày 5 tháng 9 khẳng định rằng, các bạn cứ lên Google mà gõ tự đọc, mình chỉ đọc sơ này, khẳng định rằng Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vụ kiện Biển Đông, đồng thời phản đối các nước bên ngoài khu vực can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Ông là phản đối những cái đất nước nào mà can thiệp giúp đỡ cho Việt Nam mình đó, là những nước nào mà can thiệp vô cái việc mà Trung Quốc gây hấn với lại Biển Đông ở Việt Nam á. Ông kêu gọi là không có nên bên thứ ba nào can thiệp vô, chỉ để việc Việt Nam với lại Trung Quốc. Mà với các bạn nghĩ Việt Nam có làm gì được Trung Quốc hay không? Đó một cái điều này. Ông không cho những nước khác can thiệp vô. Ông ủng hộ Trung Quốc này. Này, cái phần này là các bạn tự đọc nha. Tự đọc hết nè. Vô 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 Google mà gõ mà đọc, tự báo Thanh niên đăng luôn, chẳng có ai mà tự tự bị đặt ra hết, không có ai tự bị đặt hết nè. Tới khúc này nè, Tổng thống Nga nhấn mạnh: theo quan điểm của tôi, sự can thiệp của bên thứ ba là các cường quốc bên ngoài khu vực đều là thiếu tính xây dựng và gây hại. Đáng lẽ người ta phản đối Trung Quốc đúng không, mà đằng này là không cho những đất nước thứ ba can thiệp vô. Cái phần này nè, ông Putin nói: chúng tôi thống nhất và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này, không công nhận quyết định mà tòa đưa ra. Đây không phải là lập trường chính trị mà toàn là về mặt pháp lý. Ủng hộ Putin nữa đi, các bạn ủng hộ Putin, trong khi đó Tổng thống Zelensky và thế giới thiệp là Trung Quốc không xâm lấn và gây hấn với lại Biển Đông của Việt Nam. Thế giới người ta tuyên bố người ta can thiệp ủng hộ, người ta dằn mặt Trung Quốc, nghĩa là can thiệp vô thì Trung Quốc nó sợ bớt. Nhưng mà Putin là gì? Putin là người ủng hộ Trung Quốc, nên là mọi người á, những cái bạn nào á, các bạn là một người rất là trung thành, các bạn là một người ủng hộ, nhưng mà các bạn bị đi sai hướng, nghĩa là ủng hộ người không đáng ủng hộ một cái điều đó. Nhưng mà mình không biết những cái kênh khác có đưa cái điều này hay không, nhưng mà thật sự nó có, các bạn hãy vào xem nha. Mình không bao giờ mà bị đặt, có người ai mà nói bị đặt Google báo Thanh niên đăng mà bị đặt cái gì, báo Thanh niên này bao nhiêu người dân Việt Nam đã biết đó. Đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, bạn thấy gì chưa? Nếu mà xảy ra chuyện gì đó, Putin không bao giờ can thiệp vào cái vấn đề này, ủng hộ Biển Đông mà. Chỉ có những đất nước đồng minh, người ta can thiệp ủng hộ người Việt mình thôi. Cho nên, biết ở đâu là ủng hộ, đặc biệt là những cái người hiện tại bây giờ cố gắng hạ bệ Ukraine, chửi Tổng thống Zelensky rất là nhiều. Nhưng mà cái điều các bạn đang tôn 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 sùng một cái người chính trị gia ủng hộ Trung Quốc về cái vấn đề cướp đảo Biển Đông của Việt Nam. Ok, thì hôm nay mình muốn chia sẻ một chút xíu này thôi. Cảm ơn cô chú anh chị đã nghe mình nói. Cảm ơn rất là nhiều.